Trong tháng 4 này, Toyota Việt Nam đang áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho dòng SUV cỡ nhỏ Corolla Cross với giá trị không vượt quá 44 triệu cho bản V và 38 triệu với bản G. Tuy nhiên, tại một số đại lý, dòng xe này hiện đang được chạy chương trình giảm giá sâu hơn. Theo đó, một đại lý ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hiện đang chạy chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đối với Toyota Corolla Cross phiên bản cũ 2022. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, với chương trình ưu đãi này, bản G có giá lăn bánh biển tỉnh chỉ còn 763 triệu. Trong khi đó, một số đại lý ở khu vực Hà Nội công bố chương trình giảm giá lên đến 100 triệu cho Toyota Corolla Cross. Chương trình này bao gồm giảm giá tiền mặt, tặng bảo hiểm và phụ kiện chính hãng. Ngay cả Toyota Corolla Cross phiên bản nâng cấp mới ra mắt Việt Nam đầu năm nay cũng được khuyến mại. Theo đó, một đại lý ở khu vực miền Nam giảm 75 triệu tiền mặt cho Toyota Corolla Cross bản G. Như vậy, bản G ở đại lý này có giá chỉ còn 680 triệu. Tương tự như vậy, một đại lý khác ở khu vực Hà Nội cũng ưu đãi gói quà tặng trị giá hơn 70 triệu cho khách hàng mua dòng SUV cỡ B này. Việc các đại lý chạy chương trình khuyến mại cho Toyota Corolla Cross vào thời điểm này không có gì lạ. Nguyên nhân một phần là bởi thị trường ô tô Việt Nam đang trứng lại trong những tháng đầu năm nay và doanh số của Toyota Corolla Cross cũng sụt giảm đáng kể. Trong 3 tháng đầu năm 2023, mẫu SUV cỡ B này đạt doanh số cộng dồn 3.417 xe, giảm đến 59% so với cùng kỳ năm ngoái bán 5.446 xe. Tuy vậy, Toyota Corolla Cross vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. So với phiên bản cũ, Toyota Corolla Cross mới có thêm trang bị tiêu chuẩn là màn hình cảm ứng trung tâm kết nối không dây với điện thoại thông minh. Riêng bản G được nâng cấp màn hình giải trí từ 7 in lên thành 9 in. Trong khi đó, hai bản V và HEV được bổ sung cảm biến đá cốt mới. Trong khi đó, động cơ của Toyota Corolla Cross nâng cấp không có gì thay đổi. Hai phiên bản G và V vẫn được trang bị động cơ xăng 1.8, đi cùng hộp số biến thiên vô cấp CVT. Riêng bản HEV dùng hệ chuyển động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, Dung tích 1.8 đi kèm là hộp số CVT và mô tơ điện. Không chỉ thêm trang bị, Toyota Corolla Cross nâng cấp còn tăng giá bán so với trước. Cụ thể, giá Toyota Corolla Cross 2023 tăng 9 triệu ở bản G, 14 triệu với bản V và 19 triệu cho bản HEV. Giá bán lần lượt của ba phiên bản này hiện là 755 triệu, 860 triệu và 955 triệu.